Anh không, anh nói chuyện với em một chút được không? Không, anh kiểu anh... Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Nhưng mà em đứng đây mình à? Vâng ạ. Em đợi bạn hay làm gì? Em đang đợi taxi qua sân bạn. Taxi á? Hay là anh cũng... Bây giờ anh cũng đang rảnh ấy, thì lên xe anh chở luôn. Thôi ạ, em đợi taxi sắp đến. Sắp đến rồi hả? Ừ. Thì anh kiểu là... Em ơi, em không phải ngại đâu, thì anh kiểu anh không để ý em chờ 20 phút rồi đúng không nhỉ? Anh lượn lượn đây anh thấy chờ 20 phút rồi thì em đi lên. Nhưng mà em có đồng với anh. Hả? Không biết à? Thì bây giờ trước lạ sau quen. Hả? Đây anh tiện đường mà. Như anh làm taxi cho em cũng được, được chưa? Đi taxi hết bao tiền rồi tí em gửi tiền anh như thế không được. Thôi ạ, sắp đến rồi. Sắp đến rồi hả? Vâng. Nhưng mà... Em gần đây à? Vâng, em gần đây. Gần đây đúng không? Đi lên anh cũng gần đây mà. Được không? Không phải ngại đâu, bây giờ em cứ nghĩ đơn giản đúng không? Em bắt taxi cũng như anh là taxi cho em cũng được. Em nghĩ đơn giản thôi, anh là taxi đúng không? Anh là taxi em book anh cũng được. Bây giờ tiện đi luôn. Đỡ nắng, bây giờ đứng đây nắng em đứng 20 phút rồi đấy. Lừa rồi, thề. Em cảm ơn anh nhưng mà em... Nhưng mà kiểu như em sợ anh đúng không? Anh nhìn anh bình thường mà, cũng giống taxi mà. Hả? Ê. Nhưng mà bây giờ em về đâu? Em về Lê Văn Lương ạ. Lương à? Vâng. Thì bây giờ em nghĩ đơn giản như này nhá, thì anh chở em về, xong thì anh cũng như taxi thôi, cũng lấy tiền của em, được chưa? Để em chờ hơi bị lâu rồi. Đến chưa? Taxi sắp đến chưa? Còn lâu. Còn lâu. Coi chim. Đúng không? Bây giờ lên anh chở. Anh chở taxi mà. Em đang hơi vội. Hơi vội đúng không? Đi lên anh chở đi. Đi. Không phải sợ đâu. Vậy anh giúp em nhé. Ừ. Okay. Đúng là con trai của ta. Ừ, ok. Em lên xe đi. Bây giờ em về đâu? Em về Lê Văn Lương. Lê Văn Lương, vâng ạ. Ồ, thế cũng gần mà. Đấy, cách đây có 4-5 cây nhỉ? Vâng. Em xinh nhỉ? Cảm ơn anh. Xinh. Em bây giờ em còn đi học không hay là đi làm? Em đi làm rồi ạ. Đi làm rồi á? Vâng. Bây giờ em đang làm công việc gì? Em làm spa ấy ạ. Em làm spa á? Vâng. Spa là làm đẹp da hay là tiêm hay là làm như nào? Em làm tiêm này xong rồi làm tiểu phẫu, cắt tiểu chỗ nào thừa thì em đắp vào, còn thiếu thì em Ok. Là em tiêm đúng không? Vâng. Là em tiêm cho anh phát. Vâng ạ, được luôn. Bây giờ nếu anh rảnh thì bây giờ qua cho ở đấy xong rồi em làm cho anh luôn. Thế á? anh thì kiểu như là có nhiều thứ nhỏ nhỏ phải tiêm to. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹ. anh có thể nêu một vài cái ví dụ được, điển hình được không? Tay chân không nhỏ lắm, nhưng mà nói chung là một số cái ví dụ tai hoặc là cái gì đấy nó nhỏ nhỏ ấy, thì tiêm nó to ra thì em có tiêm được không? Thấy em làm được. Ok. Nhưng mà công việc thì cũng bận như vậy. Lần này thì em cũng không dành đi gì nhé.
Em xinh nhỉ? Ngon nhỉ? Ngon à? Ngon lắm. Dạ. Anh thử cho mà biết. Thử chưa biết ngon á? Ai dạ, anh thử chưa biết ngon. Nhưng mà em xinh như này thì em có người yêu chưa? Người yêu á? Em chưa à? Mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Xinh này chưa có người yêu. Thì cứ phải xinh là có người yêu ạ? Ừ, đúng nhỉ. Nhưng mà chưa có người yêu à? Anh chưa có người yêu thì không biết là anh có cơ hội. Cơ hội là sao ạ? Không biết là anh có cơ hội để làm người yêu của em không? Con nói nhỉ? Thì bây giờ em chưa có người yêu đúng không? Anh chưa có người yêu thì biết đâu mình quen nhau thì hợp thì sao? Thật ra là em cũng mới chia tay người yêu ấy. Mới chia tay người yêu ấy. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Yeah. Thế là em chưa sẵn sàng với một mối quan hệ nào. Mới chia tay người yêu à? Nhưng mà em có ấy không? Em có chơi Facebook, TikTok gì không? Em có chơi cả hai à? Em chơi TikTok hay sao ấy? Hình như là anh xem em trên TikTok rồi, hình như cũng có cái video nào nổi lên anh xem thấy mặt em rồi ấy. TikTok của em thì xem nào. Em là Ánh hay Minh hay là Ánh hay là Minh cái gì đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Giống, nói chung là giống nhau, nhưng mà bên ngoài xinh hơn. Nhìn anh nhìn là cứ muốn yêu luôn ấy. Anh đẹp trai như này mà anh bảo anh chưa có người yêu á? Ừ, anh chưa có người yêu. Tin được không? Tin được, thế anh cứ đi lượn lờ như này thì tìm người yêu chứ. Chứ không anh phải ở nhà với người yêu anh rồi, hoặc là đi đâu anh phải mang người yêu anh đi chứ, đúng không? Anh cao 1m69. Thế à? Hả? Em gọi là hợp đôi anh ạ. Hợp đôi á? À? anh cũng thấy hợp đôi mà. Tầm 1m69 với 1m65 thì cũng hợp đấy. Em có một cái nét gì đấy mà khiến bao gã đàn ông gục ngã dưới chân đúng không? Hả? Em... mọi người ấy, nhìn vào mặt em, mọi người sẽ bảo là em có đôi mắt kiểu thu hút người nhìn ấy. Đúng rồi, anh từ lúc đến giờ là anh... Nhưng mà nãy giờ em đâu có thấy anh nhìn vào mắt em đâu. Không, nhưng anh nhìn chỗ khác. Anh nhìn chỗ khác. Dượng đây. Vai. Toàn nhìn những chỗ không cần nhìn ấy. Không, những chỗ đấy mới đáng nhìn chứ. Em cũng thấy anh giống một người ấy. Anh giống một người á? Vâng ạ. Quen à? Hay là nhưng mà anh giống ai? Giống ấy, anh biết giống ai không? Giống ai? Giống người yêu tương lai của em ấy. Giống người yêu tương lai của em ấy. Sâu thẳm trong trái tim em, một tình yêu siêu khủng long. Chết rồi. Anh phải giữ một cái đầu lạnh. Như đây cũng gần về đến nhà rồi ấy nhỉ? Vâng. Đây gần về đến nơi rồi. Thôi anh vào chờ đấy thôi, anh gặp taxi thôi, nhưng mà anh không biết tiền đâu. Nhưng mà anh đã cần có quen biết gì đâu ạ? Thì xem như là anh giúp em thì sau anh lại giúp lại anh được không? Tức là như là thôi em không cần tiền đâu. Anh cần cho em, anh đã thử thì anh đồng bao biết quen biết gì anh giúp em. Không hết 100.000 đâu, chỉ hết 1-2.000 tiền xăng thôi. Nhưng mà thôi 1-2.000 thì thôi anh không có lấy tiền đâu. Bây giờ như là anh giúp em thôi thì sau có gì anh em giúp lại anh. Là hay là như này nhá,
Bây giờ em cho anh thông tin của em đi, thì có gì sau thì anh cần em giúp thì em phải giúp lại anh, đúng không? Thế là em có số điện thoại hay là Facebook không? Thì cho anh làm quen với em cũng được. Dạ thôi để em Facebook em là Minh Ánh Nguyễn ạ. Minh Ánh Nguyễn ạ. Ok, thế em về nhá. Vâng ạ. Đây đúng không? Vâng, okay. Em chào anh. Okay. Em cảm ơn anh ạ. Ok. Ha 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 ha.